Xin chào mọi người. Đã lâu rồi mình không tới phòng tạ tập, tại vì thời gian qua là người ta đóng cửa nghỉ dịch. Thì ngày hôm nay mình sẽ tập bắt tay trước với tạ đòn đây ở trên ngực và tạ đơn. Và sau đây mình sẽ tập. Trước tiên là mình sẽ tập với tạ đòn trước. Tiếp theo đổi đổi tay.